sĩ Nam Bon xin chào các bạn nha. Hôm nay sẽ quay lên cái con máy mới các bạn, con máy máy cào phút đầu mà nó xài cái máy Yamaha 4T100, Yamaha 4T100 nha các bạn. Đây nè cái máy nè. Nó bò 4T100 á. Con máy này mới lên cái sườn, căng cái sườn thôi. Máy 4T100 mới lên cái dàn sườn gắt cái máy là thôi các bạn. Anh thợ đang chọn cái lỗ các bạn, chọn cái lỗ đang bắt là hàng cái chân đế nền máy cho nó cứng cáp rồi. Này gác cái con máy Yamaha 4T100 các bạn. Nó cũng xài con phúc bông phúc đầu các bạn. Bô đó các bạn, con máy là 4T100 này, hai cầu luôn các bạn, còn trước luôn nha, đó cái cầu đó, còn trước cái đó đó này, mới lên căng thủy nè, đặt thủy căng nền luôn, thủy nè nền nó hoàn nó chuẩn rồi, đầu mình tiến hành làm cái những cái khâu thứ hai các bạn. Rồi vậy cho cơ khí Nam Bon xin kết thúc video, chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Mình hẹn lại video sau. Đây là chỉ khâu thứ nhất thôi. Con máy là con máy Yamaha các bạn, Yamaha 4T100. Rồi máy bay, cảm ơn các bạn theo dõi video nha, các bạn.